Hà Nội, nhu cầu nhà ở trên địa bàn đang có xu hướng tăng lên. Tuy nhiên, các phân khúc nhà ở lại chưa cân bằng, hợp lý. Nhà thương mại phát triển nhiều, nhưng không phải người dân nào cũng đủ điều kiện để mua, trong khi nhà ở xã hội với mức giá hợp lý lại vẫn quá ít so với nhu cầu thực tế. Vì vậy, thành phố Hà Nội đã thực hiện rà soát để xem xét lại thí điểm đầu tư các khu đô thị nhà ở xã hội tập trung trên nguyên tắc cân đối tỷ lệ tổng thể quy mô nhà ở thương mại toàn thành phố. Cùng đó, Hà Nội xây dựng lại kế hoạch triển khai các nhiệm vụ cụ thể trong phát triển và quản lý quỹ nhà tái định cư trên địa bàn đến năm 2020, rà soát xây dựng thí điểm cơ chế đặt hàng xây dựng nhà ở thương mại để tạo lập quỹ nhà ở tái định cư, kiểm tra đôn đốc chủ đầu tư các dự án đặt hàng xây dựng nhà ở thương mại, làm nhà tái định cư xây dựng kế hoạch tiến độ thực hiện.